Số mấy là số chính phương ta? 9. Tại sao nó là số chính phương? Số nào chẳng có căn bậc 2? Ừ, chính xác. Số nào cũng có căn bậc 2 á, trừ số âm. Cho nên số chính phương là số mà có căn bậc 2 là số nguyên. Cái hàm kiểm tra số nguyên của mình lợi hại không? Vậy thì mình chỉ cần là gì? Bool. À, số chính phương này của mình có cần kiểm tra số thật không ta? Cần không? Không cần. Cho nên nếu nó là số thật, tức là không phải số nguyên, thì bỏ qua, khỏi cần kiểm tra. Cho nên đầu vào của mình chỉ cần số nguyên là được. Đầu vào của cái hàm này nè là số nguyên, bởi vì số thực mình đâu có cần gọi nó đâu. Được không? Rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới này, mình viết một cái hàm liên quan đến số nguyên. Ở chỗ này mình sẽ liên quan đến số chính phương ha. Số chính phương mở ngoặc. Thế nào là số chính phương? À, số chính phương là số mà có căn bậc 2 là số nguyên. Vậy thì return căn bậc 2 là số nguyên. Căn bậc 2 là SQRT của N. Mà căn bậc 2 này là số nguyên. Làm sao biết nó là số nguyên hay không? Làm sao mình biết nó là số nguyên hay không? À, thì mình gọi cái hàm số nguyên mà hồi nãy mình mới viết đó. Hết việc các bạn. Có phải là cái hàm số nguyên hồi nãy mình mới viết xong không? Mà mình kết luận rằng nếu số chính phương là số có căn bậc 2 là số nguyên. Căn bậc 2 nè. Mà là số nguyên thì số này là chính phương. Trên mạng người ta hướng dẫn đầy. Các bạn muốn làm theo cái code trên mạng thì các bạn làm. Còn thầy làm theo cách này. Được chưa? Hôm sau chấm bài đến phần này. Bạn nào hiểu cái này thì làm. Thầy sẽ hỏi lại. Bạn nào không hiểu, làm theo cách normal trong hướng dẫn. Được không? Vậy thầy mới chấm điểm cao cho các bạn được. Rõ ràng như vậy thầy chấm điểm có 9, 10 được. Tại vì nếu mà các bạn có theo thầy hỏi bất kỳ ngóc ngách nào, thầy hỏi ngược, hỏi xuôi, hỏi tới, hỏi lui, hỏi tùm lum chi địa, các bạn đều nói được hết, ok 10 điểm. Chỉ cần thầy có rồi bạn nói lại được rồi là 10 điểm. Không cần gì nhiều. Còn nếu mà không biết đừng có theo. Cứ có theo normal. Người ta kiểm tra số chính phương là gì thì cứ có vậy, hiểu vậy là ok. Được không? Trên mạng đây. Người ta code là số chính phương là gì, số nguyên tố là gì, số gì tùm lum tà la. ChatGPT đầy. Phải không? Có phải rồi bây giờ là hôm trước mình làm chức năng một dễ òm hết trơn rồi, bây giờ thầy giảng cái không biết gì luôn. Phải không? Phải không ạ? À, giải nâng cao mà. Đó, một cái bài cực kỳ đơn giản nhưng mà nếu mình muốn mà hiểu theo kiểu nâng cao thì mình làm nâng cao. Hả? Làm vậy nó quá đúng luôn. Làm như vậy à? À. Rồi, ok. Khi mà các bạn đã viết quen rồi đó
Các bạn thấy là tổ chức code như thầy nè, cực kỳ clear, tức là dễ nhìn, dễ thấy, dễ hiểu, dễ sửa. Còn nếu mà các bạn code từ trên xuống dưới á, rất là khó, rất là khó. Và chúng ta đang có số chín phương. Vậy quay trở lại chỗ này, nếu nó là số nguyên thì vô đây chúng ta mới kiểm tra số chín phương, và vô đây chúng ta íp. Nếu như số chín phương của x, nếu như số chín phương của x, chú ý chỗ này coi chừng nó lỗi nha, tại vì số chín phương mình khai báo là kiểu nguyên mà mình đưa vô x là kiểu thực, để coi nó lỗi không nha. Nếu nó lỗi thì mình xử lỗi, mình sửa tiếp. Rồi copy chỗ này xuống. Nếu như số chín phương thì x là số chín phương, còn không, x không phải là số chín phương. Rồi ok, chạy coi thử nó lỗi không nha. Số 1, số 6 không phải là số chín phương. 1 bị số 1, số 9, 9 là số nguyên, 9 không phải là nguyên tố, 9 là số chín phương. Ok, khi mà mình truyền cái x là số thực vào cho số nguyên, nó tự ép kiểu luôn. Mà thực ra chỗ này chúng ta đã kiểm tra số nguyên rồi, cho nên là cái số lẻ thì nó đã không vô đây rồi, số mà có thập phân là nó đã không vô rồi, nên không kiểm tra nguyên tố và số chín phương, bởi vì nó là số thực cho nên là khỏi cần kiểm tra cái này. Ủa mà số chín phương, đúng rồi, khỏi cần kiểm tra. Đó là code full của mình, bài 1. Code full bài 1 ha. Chúng ta sẽ có thứ nhất nè, khai báo ba cái hàm. Khai báo thêm cái bool và max. Được chưa? Rồi cái thứ hai, chức năng 1. Đây chức năng 1, full code không che. Được chưa? Che đâu? Full luôn mà. Rồi đây số nguyên tố. Tất cả mọi code đều có hết, quan trọng là các bạn ráp và các bạn hiểu lên, hôm sau giải thích được là lụm tiền. Được không? Đó vậy thôi.